Xin chào quý vị và các bạn. Đây là hình ảnh sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Bầu trời âm u, sương mù dày đặc làm không gian mù mịt. Những tòa nhà cao tầng dường như mất hút trong sương. Trời tối khiến nhiều phương tiện phải bật đèn để đi lại trên đường phố. Đến 9 đến 10 giờ sáng, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện nhiều. Sương mù dày là do khối không khí lạnh chi phối Bắc Bộ đã suy yếu và lệch về phía biển, tạo điều kiện cho gió đông ẩm thổi vào, khiến vào đêm muộn và sáng sớm trời nhiều mây và sương mù xuất hiện. Do đó, khi tham gia lưu thông ngoài trời trong thời điểm này, quý vị nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn. Phải đến trưa chiều nay thì trời sẽ quang mây hơn và nắng nhẹ bắt đầu xuất hiện. Tuy nắng nhẹ nhưng cũng khiến nhiệt độ cũng tăng thêm. Mức nhiệt cao nhất trưa nay ở Bắc Bộ phổ biến từ 20 cho đến 22 độ, Tây Bắc có nơi lên tới 24 cho đến 26 độ. Nằm trong xu thế chung của thời tiết khu vực, trưa chiều nay tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức từ 21 đến 22 độ, cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, quý vị lưu ý do mây dày và sương mù sẽ khiến tình trạng không khí ở Hà Nội ở mức xấu, gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, quý vị đừng quên đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài đường. Về đêm, nhiệt giảm còn từ 14 cho đến 16 độ, trời không mưa. Lui xuống Trung Bộ, nhiệt độ cũng đang có xu hướng tăng dần. Hôm nay trên toàn miền Trung, trời đều có nắng, nền nhiệt sẽ tăng rõ, cao nhất ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, tăng lên từ 21 cho đến 23 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là từ 23 cho đến 29 độ. Thành phố Đà Nẵng hôm nay cũng sẽ có nắng lên sau nhiều ngày mưa rét. Mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay tăng lên 24 độ, cảm giác ấm áp hơn hẳn. Còn về đêm nhiệt độ giảm còn khoảng 17 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, sau một buổi sáng se lạnh thì đến trưa chiều nay trời có nắng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 24 cho đến 28 độ tại Tây Nguyên và từ 28 cho đến 31 độ tại Nam Bộ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng cũng đã xuất hiện từ sớm. Đến trưa nay, mức nhiệt tại thành phố dao động từ 30 cho đến 31 độ, hơi nóng nhưng vẫn còn khá dễ chịu. Về chiều tối, nền nhiệt giảm dần, mức nhiệt độ trên thành phố chỉ khoảng từ 22 cho đến 23 độ, trời se lạnh. Như chúng tôi đã đưa tin, dự báo khoảng ngày 16 tháng 1, tức là thứ Bảy tuần này, một khối không khí lạnh bắt đầu được tăng cường xuống nước ta và đến khoảng gần sáng ngày 17 tháng 1, gió trên khu vực phía Bắc của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ mạnh lên mức cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét và biển sẽ động mạnh trở lại. Khi khối không khí lạnh dồn xuống đến khu vực giữa và nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, cũng khiến gió Đông Bắc tại đây mạnh dần lên mức cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngoài ra, ở phần phía Đông Nam huyện đảo Trường Sa trời nhiều mây, tiếp tục có mưa dông, bà con ngư dân cần lưu ý tầm nhìn giảm và khả năng có lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông, gây mất an toàn cho các hoạt động hàng hải. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, không khí lạnh hoạt động yếu nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực vịnh Bắc Bộ trời ít mưa, sáng sớm có sương mù khiến tầm nhìn xa bị hạn chế. Gió trên khu vực cũng như trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ duy trì ở mức cấp 3 đến cấp 4, sóng biển thấp dưới 2 mét, biển lặng. Sau đó sang ngày 17 tháng 1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc trên khu vực lại mạnh nên gây biển động trở lại. Dọc theo các vùng biển khu vực Trung Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 4, sóng biển cao dưới 2 mét. Đến khoảng ngày 17 tháng 1, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên gió trên khu vực mạnh dần lên mức cấp 5 cho đến cấp 6, sóng biển cao, biển động trở lại. Khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau và tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo đêm nay và ngày mai, cường độ gió Đông Bắc phổ biến ở mức cấp 5, sóng biển đôi lúc lên trên 2 mét. Từ khoảng chiều ngày 17 tháng 1, gió tại đây sẽ cũng mạnh dần lên. Ở vùng biển phía Tây của Nam Bộ, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến Phú Quốc, luôn là nơi có cường độ gió Đông Bắc yếu hơn cả. Thời tiết nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng nên tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.